Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Anh em thích là ra gì chơi đấy thì hôm nay tôi chơi nhá anh em nhá. Hôm nay chơi ra gì chơi đấy luôn đấy. Bây giờ là ra một cái con rơi 2 sao rồi. Bây giờ mà ra Clive nữa chơi Clive. Đấy, mà bây giờ lổ bất cứ một cái gì tôi sẽ chơi cái đấy. Ok, Dominator này à. Được, Dominator thì chúng ta sẽ có một cái bộ Greater sớm. Wow. Rồi, cũng chưa biết là đấy có phải là cái bộ Greater hay không. Đấy, nhưng mà bây giờ là ghép được cái bộ Greater rồi thì tôi ghép thôi nha anh em nhá. Đấy, còn có thể là nó sẽ là Clive. Anh em thấy là tôi ra cái con rơi sớm là tôi đã lấy giáp sẵn rồi cho Clive rồi. Để nếu mà nó ra Clive ấy thì là tôi chơi Clive. Đấy, anh em thấy là trên người con rơi của tôi là có 3 giáp đúng không? Đó. Ba cái giáp này đấy, mà bây giờ mà ra con ngựa chẳng hạn là có thể là cho con ngựa cầm giáp, sau đó là đánh Clive luôn. Đấy, mặc dù trận này nhá, là nếu mà nói là chơi Clive ấy, gặp cái bọn Witcher là cũng hơi căng đấy. Bởi vì trận này có chúa quỷ. Đấy. Là rất là sợ Witcher, nhưng mà kệ thôi. Ra gì thì chơi đấy mà. Nên là thôi. Có Clive chơi mà, nếu mà không có thì thôi. Đấy, bây giờ là hiện tại là chúng ta có Greater rồi. Súng à? Được. Whisper Seer với súng. Cho cái con này vào để kiếm tí tiền này. Soulbreaker giết được người thì chúng ta sẽ kiếm được một tiền. Ok, bán con này đi. Không sử dụng được ba con Assassin đâu. Đấy, nên là bán bớt một con Assassin đi. Whisper Seer này là sẽ mua. Rồi, tạm thời như thế đã. Sau này ra được cái gì đấy thì tính sau. Năm này khả năng sẽ thua này, thằng này khá to đấy. Ra được tabu Witcher 2 sao. Con rơi của tôi sẽ không gây được đam. Đội hình này con rơi gây đam nó là chủ yếu, nhưng mà con rơi bây giờ nó đang bị burn hết mana rồi. Thua. Flame Wizard này là có thể đánh được. Chúng ta có thể đá qua, chúng ta chuyển về cái bộ 9m à. Flame Wizard cũng có thể chúng ta sẽ chơi được Greater luôn. Con này khá là khỏe trong bộ Greater đấy. Một trong những con cò trong bộ Greater đấy. Nếu mà ra được con Dominator lại ra con Flame này, khả năng là có thể chơi được Greater. Để xem nào. Đấy, gặp thằng này là ăn rồi. Nhìn là biết là ăn rồi. Round này chúng ta lại sẽ chiến thắng. Ok. Ui, như thằng này được bắp giáp hơi trâu. Không 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 không. Con rơi của tôi có khả năng là sử dụng skill. Được được được. Lại sang ngựa này. Có lên chơi ngựa không nhỉ? Ra bây giờ thì cũng nói chung là cũng không quá muộn, nhưng mà cũng không phải là sớm nữa. Tuần này cũng không phải là sớm nữa rồi. Mà mới chỉ có hai con ngựa. Thực ra là nếu mà ra ngựa ấy, ra con Avenger Clive ấy, thì nó đương nhiên là nó mạnh, nhưng mà phải ra 4 con Clive cơ. Chứ còn bây giờ cái tầm này mà vẫn còn hai Clive thì tôi nghĩ là thôi. Hay là chúng ta cứ đánh kiểu Greater đi. Xong tí nữa ví dụ như Greater này thì nó hay có cái kiểu là Greater chuyển được sang Glacier ấy. Nó dễ hơn anh em ạ. Hay Greater chuyển sang Feather Fake nó dễ hơn. Đấy, chứ còn Greater mà bây giờ mà chuyển sang ngựa là một phát là yếu luôn ấy. Thôi từ từ đã, bình tĩnh. Tôi biết là anh em đang chú ý đến con già đúng không? Nhưng mà tôi thì không. Tôi đang chú ý đến hai con ốc. Hai con ốc ở thời điểm hiện tại mà kết hợp với Greater. Đây là một con cỏ trong bộ Greater. Nếu mà chúng ta tận dụng được con ốc này, chúng ta đánh Greater luôn thì càng tốt anh em ạ. Đỡ phải chuyển nhiều.
Đấy, còn con già ấy thì chuyển sang 9 mét đúng không? Nhưng mà có một cái vấn đề là cái đồ hiện tại không có đồ mana và cũng không có dư so. Đấy, nên là nếu mà theo cái tinh thần mà ra gì chơi đấy ấy, là tôi cũng sẽ không chọn con già đâu. Không có dư so anh em ạ. Tăng mana sẽ rất là chậm. Thay vì đấy là ta không cần mana, ta vẫn có thể đánh được bằng cái việc con ốc này kết hợp với Gladiator trong thời điểm hiện tại, rất ok. Con ốc nó mổ rất nhanh, liên tục trói vào đối thủ, giảm tốc của đối thủ, quá hợp lý luôn anh em ơi. Khả năng là trận này chơi Gladiator thật. Khả năng là chơi Gladiator thật đấy. Bây giờ là round 10 rồi. Chúng ta đã bước vào cái giai đoạn giữa game rồi. Cần phải chốt xem là chơi cái gì ở giai đoạn tầm này để giữ được cái chuỗi. Không chỉ ít là chúng ta phải giữ được máu đã anh em. Giữ máu đánh late game. Ốc bây giờ lỗ 2 sao là có khi là tôi chơi creator có ốc luôn đấy anh em ạ. Tại phải xem cái món đồ ở cái ao này này. Một cái mặt lạ điên đấy, hoặc là một cái búa Sigma. Búa Sigma nữa thì úi dồi ôi, chắc chắn nó sẽ là creator rồi. Vừa có khả năng chói của creator, lại vừa có khả năng khống chế của gây choáng của búa Sigma, rất khỏe. Có thể nói là khống chế là gọi là siêu khống chế luôn đấy. Thử xem nào. Không có, random thôi. Thử vận may tí nhá, xem là ra cái gì không. Không ra thôi. Hay là lấy cái trận ma thuật. Thực ra ở trong cái đống này thì vẫn có thể lấy được cái trận ma thuật với cái bộ của Gladiator. Nhưng mà thôi anh em ạ, tôi vẫn quyết định là tôi sẽ thử vận may của tôi xem nó như nào anh em nhá. Ok, rồi random đi. Ôi giời ơi, già phát ra cái búa Sigma luôn. Thế lại thế là đúng rồi đấy anh em. Đúng là hôm nay là chúng ta đã chơi Gladiator rồi. Ok. Rồi, đấy, chốt luôn, ra búa Sigma chốt luôn nha anh em nhá. Tôi cũng chả có lằng nhằng gì cái bộ khác nữa đâu. Thế này là chuẩn bài rồi. Ấy là con gấu lăn liên tục kìa. Nhưng mà đây nó là bộ creator nên là nó không sợ với cái lăn đấy. Chúng ta có thể mất máu nhưng mà chúng ta sẽ không có bị stun khống chế. Đấy rồi. Đấy, dần dần rồi nó sẽ phải hình thành cái bộ đấy thôi. Giờ chúng ta chốt được bài rồi. Sớm muộn gì nó sẽ là cái bộ Gladiator. Tôi nghĩ là sẽ phải có một slot cho con Thunder Spirit. Con Thunder Spirit là một trong những cái con mà nó có thể gây đam diện rộng, clear được khá là nhanh. Đánh với những cái nhà beat hay là đánh với những cái nhà mà có khá nhiều những cái con Ulit thì cái con này là một trong những cái con rất hay. Còn cái con Flame ấy thì bây giờ tôi đang tính là không cần chơi nữa nếu mà ra con ốc. Chúng ta vẫn sẽ có một slot cho con Zersaw để là nó có thể bơm mana cho các cái đồng đội. Mana tăng nhanh thì đồng nghĩa việc chúng ta tung trưởng sớm. Đấy, còn cái con vị trí con Flame thì hiện tại nếu mà chúng ta chơi cả ba con mết thì là không được rồi. Đấy, chỉ có chọn là hai trong ba con thôi. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn con Thunder, nó ok hơn. Còn vị trí co đam ở đây nó sẽ là con ốc. Ốc nó sẽ đóng vai trò làm co. Những cái con phụ thì nó cũng sẽ phải gây được một lượng đam lớn. Thì ở trong cái đội hình bây giờ nó đã có sẵn là con Thunder Spirit và con Deathless là cũng rất là ok. Gây được đam, hồi được máu. Đấy, ngoài ra nếu mà chúng ta bỏ cái con Flame ra thì chúng ta còn một slot nữa cho con Avenger Clyde. Đúng không? Rất là ok. Avenger Clyde cũng có thể hồi máu và rất trâu. Khả năng là bật giáp từ đầu. Nào này thua, chịu đó. Nếu mà con ốc giết được con gấu búa Sigma kìa. Ui, tôi liên tục luôn anh em ạ. Nếu mà con ốc giết được con gấu thì là vẫn thắng. Và đúng là như thế. Quá tuyệt vời. Cái búa Sigma ấy, nó kết hợp với cái bộ Gladiator này cực kỳ kinh khủng.
Nó có một cái bộ 3. Nó có một cái bộ 3 anh em ạ. Bộ 3 đó là búa Sigma Greater. Đấy là cái hệ Greater đúng không? À, tộc Greater. Cái búa Sigma kết hợp và cái món cuối cùng kết hợp vào trong cái bộ này mà nó là cái coi như là cái mảnh ghép cuối cùng tạo nên cái sự hoàn hảo cho cái line up đấy chính là cái búa bình minh. Ba cái món đồ đấy mà cầm ở trên người một con như con ốc thì thôi xác định luôn đối thủ không nhấc nổi tay lên. Đấy, anh em cứ xem tí nữa tôi sẽ cố gắng tôi lấy thêm cái búa bình minh nữa để cho anh em thấy cái sức mạnh thực sự của con ốc này mà nằm trong cái bộ Greater lại còn cầm những cái món đồ như thế nữa, những cái món đồ siêu khống chế. Con ốc đã là một cái dạng khống chế rồi, hút tốc của đối thủ khiến cho đối thủ đánh chậm. Đấy, đã đánh chậm rồi lại còn bị stun liên tục sẽ không thể nhấc được tay lên luôn. Và cái trò đấy nó còn vừa khống chế được cái loại đánh tay vừa thể loại cái thể loại bắn trưởng nó cũng sẽ bị khống chế luôn. Con ốc nó chỉ cần bớ vô vào cái con nào, bất cứ con nào bắn trưởng thôi là gần như là cái con đấy nó xác định luôn là nó không thể tung được trưởng. Nếu mà anh em có thêm cái búa bình minh nữa thì nó quá tuyệt vời luôn. Anh em cứ đợi đấy, tí nữa tôi sẽ sắm cái búa bình minh cho anh em xem. Rồi, ở đây là trong cái round này là nó ra cái con phong vũ là cũng rất ngon nha anh em nhá. Trong cái trường hợp mà không có con ốc thì có thể đánh được con phong vũ này, cái tốc đánh của nó cũng rất nhanh. Đấy, tốc đánh của phong vũ khi mà tung skill là rất nhanh, tương đương với một con ốc mắc tốc đấy. Đấy, khi mà con phong vũ nó bật được cái skill lên thì cũng tương đương với một cái con ốc nó đánh mắc tốc, đánh rất nhanh. Những cái con tướng mà nó đánh nhanh thì nó rất phù hợp với cả cái bộ Greater Flame Wizard này. Đấy, như là tôi đã chia sẻ từ đầu, con ốc, con phong vũ và mới gần đây thì chúng ta có thêm con ca lông này, nó quay về 4 tiền rất là thích hợp để có thể làm co ở trong cái bộ này. Ngoài con ca lông ra thì vẫn còn một con nữa, đấy chính là con cung đen. Con cung đen cũng đánh ở trong bộ này cũng cực hay luôn. Rồi bây giờ đội hình nó đang yếu, chúng ta sẽ phải roll để chúng ta form cái đội hình 2 sao thôi, ít nhất là con ốc 2 anh em nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ roll kiếm con ốc 2 cái đã. Đen nhỉ, roll nó không ra ốc 2 này. Chết rồi, roll 30 tiền nó không ra ốc 2 này. Điêu thật đấy. Đây rồi, không ra ốc 2 thì chí ít nó cũng phải như này anh em ạ. Tạm thời bỏ ốc ra. Được chưa? Đội hình tương đối mạnh đấy. Rồi lấy cái chuỗi xương khát máu ấy được này. Bộ Greater nó không có khả năng kẹp hồi máu vào nên là nếu mà chúng ta lấy cái chuỗi xương này cũng rất là ok. Đấy, thế này là chuẩn rồi. Rồi gặp thằng Dad. Ôi kìa, cái gì đấy? Căng vậy, căng vậy, ui, căng vậy, 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 căng vậy. Tí nữa thì mất chuối anh em ạ. Vãi đái thật. Tí lý do tại làm sao mà lại mất nhiều máu nhỉ? À ui rồi ôi, sai lầm. Rồi, hóa ra là như thế anh em ạ. Ok, tí mất chuối vì cái sai lầm chết người của tuần cơm. Quả Hyper Rune không để ý. Rồi xong rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta có thể giữ chuỗi này. May quá chúng ta kịp sửa sai anh em ạ. Nhận ra chỉ có sau một round thôi, chứ còn để mà đến round thứ hai thì chắc chắn là round này là tôi mất chuỗi. May thật sự. Rồi ok, sẽ không có cái nỗi đấy lần nữa đâu. Ok. Rồi, rồi. Hay quá, ốc bắt đầu mổ rất đau à. Có lên nuôi con cây lên không nhỉ? Đội hình này cây 3 sao sớm thì thực ra thì cũng được. Nhưng mà tương lai chắc là cũng bỏ con cây anh em ạ.
đội hình này tôi cần cái hồi máu hơn là cái con cây. Cái con cây nó lại bị trùng tộc với cả con unicorn. Đấy, mà tôi thì tôi thích là con unicorn ở trong cái đội hình này hơn. Nó khả năng hồi máu cho cái đội hình Gladiator. Gặp thằng God Warlock này. Mình xin nhé. Ok bạn ơi. Rồi. Rồi. Thế là được rồi. Ok. Lên 8 này chắc là run ốc 3 ở 8 thôi nhỉ. Tầm này đội hình là ok rồi. Form dần thôi. Thực ra là cái đội hình này nó cũng khá chuẩn đội hình rồi. 4 con hồi máu. 4 con hồi máu trong đấy là có là 2 con 3 con hồi máu là gây đam này. Con Thunder gây đam diện rộng này, con ốc là solo này. Đấy, đội hình khá là ok đấy. Khả năng hồi máu, khả năng gây đam tổng thể, khả năng solo là ok hết rồi. Bây giờ chúng ta gần như chúng ta form đội hình chuẩn rồi. Bây giờ là tính là xem là có cho slot cho con Berserker không. Thực ra cái tầm này slot cho Berserker là vẫn có nhá. Đánh ở level 8 là đủ. Đây là con gấu. Con gấu lướt. Khó chịu đấy. Ok. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta đã có được 30 tiền ở level 8 rồi. Chuối cộng 11. Rất là ok đúng không? Đấy, đánh theo cái kiểu này này. Cái kiểu mà ra gì chơi đầy ấy. Khá là ok đấy. Và trận này nhá, anh em nhìn này. Bỏ chơi mết nhiều vãi đái luôn ạ. Thế phải kiếm ngay cầu vực thẳm vào không là tèo bây giờ đấy. 5 dòng 9 mét là thổi một phát bay toàn bộ đội hình luôn ấy. Bây giờ là phải kiếm cầu vực thẳm càng sớm càng tốt. Bộ này có một cái hay đấy là nó đứng tụ vào. Đây là kết hợp với cả cầu vực thẳm là cực kỳ là hợp lý luôn. Gladiator là nó hay đứng tụ vào mà. Đấy, ở đây có con Dash Split này. Từ từ nha, cái chén thánh này cũng được. Chén thánh giúp tăng khả năng hồi máu ở trong cái bộ này. Ok. Rồi cứ đợi cái tiền lên 50 tiền anh em ạ. Thực ra bây giờ cái việc là có chuỗi hay mất chuỗi ấy, nó không còn quan trọng nữa. Tầm này là cứ đủ 50 tiền là được rồi. Sau đó là lên 50 tiền là chúng ta sẽ phải form cái đội hình 3 sao cơ. Đấy, roll dần con tướng lên 3 sao thôi. Chứ còn bây giờ cái việc giữ chuỗi nó không còn quan trọng lắm. Không cần phải là quá là giữ cái chuỗi này mà dí cấp lên sau đó lại hết tiền. Không có tiền roll thì nó mới là sai lầm anh em ạ. Bây giờ chúng ta cứ để như này thôi. Tôi nghĩ là mất thì mất, không mất thì càng tốt. Đấy. Mà hy vọng là cầu trời khẩn Phật không mất. Ok. Để xem là liệu rằng chúng ta có thể giữ cái chuỗi này lâu không anh em nhé. Và tôi nghĩ là gặp nhà mết cái tầm này không có cầu vực thẳm thì là sẽ mất thôi. Các cái nhà mết tôi thấy là nó cũng đã to rồi. Nó cũng đã bắt đầu to rồi. Đấy. Mết xoài quạt rất đau. Nhưng mà thằng này tôi vẫn ăn được. Ok, 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 ok. Ok. Con ốc là gần như là không chịu nổi một cái xoài quạt luôn. Ốc bay màu. Đã có thằng ra đi rồi. Ra một cái món đồ cho tôi nhưng mà món đồ này không dùng được. Thực ra là món đồ này chưa dùng được thôi. Chứ còn tí nữa nếu mà chúng ta bán con unicorn đi, chúng ta thay bằng con gấu 4 đô ấy, thì là cái món này cũng ngon đấy. Kết hợp với cả gấu 4 đô ở trong cái bộ Gritter cũng được. Để sẵn đây roll cho nó dễ anh em ạ. Phải nói là lâu lắm rồi mới chơi Gladiator đấy. Mà chuyện này chơi là khá là ok.
Thằng này chơi God Warlock này. God Warlock thì nói thật với anh em là cái tầm này bây giờ nó đang khá là yếu. Bộ Clay với bộ Warlock là hai bộ yếu nhất ở thời điểm hiện tại đấy anh em ạ. Không chơi được với bất cứ một cái lineup gì đâu, kể cả những cái lineup mà ngày trước là counter. Ngày trước ở Warlock này là counter khá là mạnh mẽ vào cái bộ gì nhỉ? Insectoid. Đấy, bộ Warrior và bộ Shaman thì bây giờ nó chả đấm được cái bộ nào cả. Gặp ba cái bộ đấy thì xác định luôn là mất nhiều máu. Nó lại như thế cơ anh em ạ. Nó đều thế chứ nị. Chả hiểu là tại sao nhà phát hành nghĩ kiểu gì, coi như là xóa hẳn một cái lineup counter luôn. Rồi trận này là có cả Miss Shaman ấy. Thằng nó đang cái câu con cấu Shaman là câu ra rồi. Đây 5 dòng 9m đã chịu anh em ạ. Gặp thằng ơ vẫn vẫn ăn này. Lồng vẫn úp ra. Lồng vẫn úp được ra thì là ăn này. Được không? Đất lét vẫn sống rồi. Khó. Nhưng mà thêm một tí nữa thì là ăn được đấy anh em ạ. Rồi mất chuỗi rồi. Nó dồn đồ hết cho con Thunder Spirit. Xòe quạt một cái là bay màu toàn bộ đội hình rồi. Ngoài ra nó còn lấy được cái mắt AZ nữa. Rất mạnh. Lấy được cả món đồ chấn phái cho con Thunder Spirit. Ánh mắt AZ xòe quạt là gần như là tất cả đều đóng đá rồi. Đóng băng, đánh rất chậm. Ngoài ra cũng không có khả năng hồi máu nữa. Nên là những cái con hồi máu của tôi hiện tại ấy, nó cũng đang không có cái tác dụng gì cả. Chỉ cần một xòe quạt thôi là gần như cái khả năng hồi máu nó giảm tới 75%. Bây giờ là chỉ trông chờ vào cái việc là roll lên 3 sao thôi anh em ạ. Khi mà chúng ta roll lên 3 sao thì cái lượng đam chúng ta gây ra nó sẽ là đánh đôi công. Đấy, và chúng ta cũng trông chờ vào một cái cầu vực thảm nữa. Khi có cầu vực thảm thì chúng ta sẽ là đánh đôi công với cả đối thủ. Thằng nào đam to hơn, thằng nào u lồng trước thằng ấy thắng. Ok, đấy gặp những cái bộ khác thì vẫn ok đâu. Chỉ sợ 5 dòng 9m do cái bộ này nó không kẹp kháng phép được vào đâu. Tí nữa lên 3 sao thì cái lượng máu nó nhiều. Và cái bộ 5 dòng mết ấy, nó xòe quạt thì nó không thể một phát mà có thể tiêu diệt được chúng ta. Thì cái lồng nó úp ra trong khoảng thời gian có lồng ấy, cái con ốc nó có đủ cái sức mạnh, nó có đủ cái tốc đánh ấy, nó có thể clear nhanh được những cái thằng ở trong lồng, những con tướng ở trong lồng. Sau đó còn một mình cái con Thunder Spirit co thì nó sẽ phải solo với cả con ốc. Thì rõ ràng là con ốc nó sẽ có lợi thế hơn, chúng ta vẫn có thể ăn được. Con ốc này của tôi nó ra tới tí nữa ấy, nó sẽ cầm đồ, nó sẽ là vua solo, anh em yên tâm. Búa Sigma vẫn đang giữ ở đây rồi. Ok, đây rồi, chắc chắn là phải lấy cái này. Món này là món đặc biệt là rất cần luôn. Creator lên là thủ sẵn một cái. Đây, cơ hội ốc ba rồi. Có 3 con nữa thôi. Hai con nữa thôi. Nhiều quá. Không dùng hết được cái chỗ này đâu. Thôi hay là bỏ con unicorn đi nhỉ. Này chắc bỏ unicorn. Hơi phân vân nhưng mà bây giờ không đủ slot cho nhiều thế đâu anh em ạ. Thôi tạm bỏ. Agali bây giờ cũng thích lên 3. Bỏ unicorn đi anh em nhé. Tôi cũng muốn cái con Agali luôn. Có thằng gấu này. Gấu Metalit thua. Tầm này thua thôi. Chịu. Cái con gấu điêu rồi đấy. Con gấu 1 sao dồn đồ mạnh thế nhở. Quá điều luôn.
Thôi 50 tiền thế này được rồi anh em ạ. Hết slot cho con Illicon rồi. Tôi sẽ cố gắng roll hết cái đống này lên 3 sao anh em nhé. Lên 3 sao hết. Đắt led lên 3 sao thì khả năng hồi máu nó cũng sẽ có thể gánh được. Ngoài ra chúng ta còn có con Zipper và con Avenger Clay nữa. À Agali Clay. Agali Clay cũng có khả năng hồi máu rất nhiều. Thằng này nó chơi gì nhở? 9 Warrior à? 9 Warrior mà tầm này chưa lên được 9 thì nó toang rồi. Dominator này lên được 3 sao không? Dominator lên được 3 sao thì tôi lại có trò hay biểu diễn cho anh em. Chuyển sang một cái bài khác chơi à. Còn nếu mà không lên được 3 sao thì thôi lại chơi ốc vậy. Mấy anh 5 dòng 9 mét là sắp đi luôn đi. Đi luôn để tôi vứt cái quả cầu vực thẳm luôn. Tôi lấy món đồ cam. Bây giờ mấy cái đồ này nó đều quan trọng ấy. Không có rèn được cái đồ gì đâu anh em ạ. Đều sử dụng hết. Mấy cái món đồ này thậm chí là những cái giáp nhỏ ấy nó cũng tạo lên cái sức châu chó cho con đắt led. Mỗi cái giáp là cộng 6 giáp ấy. Này gót của lao của sắp đi à. Mà thằng này giữ được 47 máu thì cũng được ấy nhỉ, ổn đấy nhỉ. Đấy, con ốc của mổ chết con ác mộng. Ác mộng gây đam được bao nhiêu đâu, đứng im mình chết à. Trừ khi là có cái vương miệng thì may ra mới sống rồi. Gặp Greater này có búa Sigma đứng im mình chết luôn. Ui trứng này, một con ốc nữa thôi. Một con ốc nữa thôi bạn ơi. Kịp không đấy? Đấy ơi, hay quá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ok. Bán cái này đi. Thôi. Ốc lên được 3 rồi anh em ạ, chơi ốc luôn. Dominator không lên được 3 đâu. Bây giờ tôi nuôi mấy cái con kia lên 3 sao nữa là xong. Rồi, xuống đồ cho ốc. Đấy, bây giờ gặp 5 dòng 9m là vô tư rồi nhá. 5 dòng này là chưa phải 5 dòng 9m, 6m thôi. Nhưng mà vô tư rồi. Có cái cầu vực thảm rồi, không sợ. Dallet cũng còn một con nữa này. Mà rao này rao quái à. Rao quái thì có thể chúng ta lóc lại một rao cũng vẫn rất là ok. Để rao sau rồi roll anh em ạ. Ra là rao quái rồi, tôi không muốn khô máu quá nhiều tiền ở cái rao này làm gì cả. Rao sau chúng ta lại có lên 50 tiền, chúng ta roll tiếp, vẫn được. Đấy, bộ này cũng thế mà cũng ngon đấy chứ anh em nhỉ. Giữ được máu tốt phết. Gặp Metalite thì có những cái rao thắng, rao thua. Về cơ bản là vẫn đang ăn được đa phần những cái thằng đang chơi. Thì là ok rồi. Hiện tại đội hình gây được khá là nhiều sát thương ấy. Tất cả những cái con bây giờ nó đang có ở trong bàn cờ ấy, thì có tới là tổng cộng là tới 6 con là gây được sát thương lớn. 2 con khống chế mạnh, 3 con hồi máu. Quá là ok luôn. Các anh em mới chơi có thể học xây dựng bằng cách là làm cái đội hình giống như này là được nhá anh em nhá. Anh em cứ có những cái con gì giống nhau ở trên cái bàn cờ tôi đang chơi này thì anh em mua giống hệt như thế.
anh em bắt chước cái đã. Đấy, sau đấy anh em sáng tạo, anh em ra những cái con khác anh em kết hợp được vào với nhau thì cũng ok nha anh em nhá. Còn cái lúc đầu thì anh em lên chơi dòng cái cách chơi nó là như thế, cái cách học của cái game này nó là như thế. Đây rồi anh em ơi, búa bình minh đây rồi. Siêu khống chế anh em ạ. Quả này con ốc đánh solo thì nó vua solo luôn. Thằng nào mới đỡ rồi. Xong rồi đấy. Bây giờ là thành là siêu khống chế rồi. Đấy, món đồ cam đầu tiên của tôi. Hút máu. Quá ok. Rồi, ốc này là vừa siêu khống chế vừa bất tử luôn này. Đấy. Thế là thành con ốc bất tử luôn rồi. Đấy, tạm thời thì cái bộ này là một cái bộ khó. Greater là một trong những cái bộ khó nha anh em nhá. Những cái bộ fake này, những cái bộ Greater là những cái bộ mà khá là khó cho những cái người mới chơi. Nên là nếu mà anh em muốn chơi cái bộ này thì anh em tốt nhất là anh em nên mua những cái quân bài giống hệt. Đấy. Còn anh em để mà kết hợp được ở cái bộ này thì nó còn phải dài dài nữa anh em mới có thể học nó nhuần nhuyễn được. Đấy, 5 rồng 9 mét bây giờ vô tư rồi. Làm gì có cái khả năng giết được nữa. Nào, ghê đấy, ghê đấy. Rồi sao, rồi bây giờ bị gì đến chết. Bây giờ còn không kịp xòe nó phát thứ hai. Ok. Quá mạnh rồi, bây giờ ốc lên được 3 thì tôi dí cấp lên 10 rồi. Những cái con còn lại nó tự lên 3 sao. Không việc gì mà phải roll ở level 9 làm gì cả. Chỉ cần con ốc lên 3 được rồi. Với cái lượng đồ như này chắc chắn là vua solo rồi anh em ạ. Solo với con nào thua đâu. Chả có con nào có thể thắng được. Tầm này chỉ có bọn Meteorite mà nó lổ được ấy. Nó có cái giáp xoay ấy. Hay là nó có cái búa sét mà nó có cái khả năng khi mà nó đứng im ấy, nó cho mình đấm mà nó phản lại, sau đó nó gây ra cái sát thương Meteorite ấy. Thì cái con ốc là nó tự ngửa ra thôi. Đấy, chứ còn cái tầm này thì nếu mà không có những cái món đồ đó thì tôi cũng không sợ đâu. Không sợ. Meteorite bây giờ tôi check rồi. Thoải mái luôn, toàn đồ thủ. Không có đồ công, không có mặt lạ, không à sorry anh em, không có vương miệng thì thôi. Chắc chắn là tôi sẽ ăn được đâu. Đấy, bay thoải mái luôn, bay nhảy thoải mái đến lúc solo thì mày solo rồi không? Này. Ui giời ơi, còn đứng trong lồng nữa thì chết chắc luôn. Ốc không mất máu luôn. Vua solo. Vua solo đây làm gì đã. Vua solo khâu siêu khống chế đúng không? Mổ liên tục vào mặt đối thủ. Ra xích nữa, lại là một cái món đồ khống chế. Rất nhiều những cái món đồ khống chế ở đây. Trông kìa, tuấn cơm một phần còn lại của thế giới. Một cái người 83 máu. Còn lại những cái thằng khác. Chỉ còn lại một mình tôi là Việt Nam sống sót thôi anh em ạ. Có một ông Việt Nam thì đi rồi. Có một ông Việt Nam thì đi sớm rồi. Còn lại là toàn cờ nước ngoài. Rồi. Đây, gót đỏ kết hợp với Meteorite đây đúng không? Ơ anh em ơi, cái con ốc của tôi đâu rồi nhỉ? Ơ thật. Cái con ốc của tôi đâu rồi? Ơ. Cái con ốc của đây đâu phải ốc của tôi đâu. Con ốc này là con ốc của ai chứ? Điều thật sự luôn ấy, thề. Cái con ốc của tôi có khi nó bay màu từ đời nào rồi. Chả có để ý nữa. Tắt led lên được 3 sao này. Gặp mấy cái thằng Meteorite ảo ma Calada thật sự. Ốc bốc hơi từ bao giờ không kịp nhìn luôn. Mà rõ ràng ốc này là ốc mà gọi là không bị khống chế đâu nhá. Bay nhảy thoải mái luôn ấy. Thế mà rồi cuối cùng là vẫn bị dí cho. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải đổi sang bên này. Khá điêu. Cái thằng long rồng 9m này bây giờ nhìn trông to phết rồi đấy anh em ạ. Lên được level 11 rồi. Long rồng 9m thật rồi. Khả năng là nó còn đấm được cả hai thằng kia cơ. Long rồng 9m này.
à, bị coi như là úp lồng đã. Ui, ốc của tôi đánh chậm thế kia. Nhưng mà vẫn đấm được là được rồi. Ui, ốc đánh chậm đấy nhở. Anh em nhìn này, một mình con ốc của solo này. Không được, không được. Tôi cứ tưởng là solo được. Điều là thôi không sao. Anh em yên tâm, tôi đã có một cái chuẩn bị cho cái bọn này rồi. Bây giờ giết hết hai thằng kia thôi. 5 rồng 9 mét mà nó sống lên late game thì nó dễ chơi đâu. Không thành vấn đề đâu. Từ cái bộ Greater này chuyển sang bộ Fake nó dễ lắm anh em ạ. Đấy mà sẵn một con cá đây rồi. Thêm một con cá nữa thì nó sẽ là 6 cá thôi. Rất là đơn giản. À, tôi chuẩn bị rồi, tôi đã mua, à tôi đã pick ở trong cái cửa hàng mở rộng cái con cá Wizard rồi. Anh em yên tâm. Mình chơi là mình bao quát, mình tổng thể mà. Chứ mình có chơi mình cắm đầu vào chơi đâu. Đấy, chuẩn bị sẵn tất cả những gì anh em thấy là những cái chiến thắng của tôi ở trong mấy cái video ấy. Thì chủ yếu là vì là cái sự chuẩn bị đến từ chủ nhà từ rất sớm. Đấy, có một cái nhìn tổng thể bao quát từ ngay từ giữa game rồi. Tất cả đều đã được phân tích từ giữa game là sẽ gặp cái thằng nào late game. Và có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, cẩn thận ngay từ đầu. Chứ không phải là đến cái lúc mà còn hai thằng với nhau tôi mới chuẩn bị đâu. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm. Đến cái lúc solo thì vô tư. Rồi bây giờ thì để xem thằng nào là cái thằng solo thôi. Rồi cái giáp này cũng xài được luôn. Gậy như ý rất ok nhá. Sẽ bỏ một cái đồ ra. Rồi. Hay là bỏ cái ấy nhỉ, có cầu vực thẳm nhỉ. Như này đấy. Con ốc nó sẽ có cái xu hướng nó bay ra đằng sau. À, khi mà cái con ốc nó bay ra đằng sau thì có nghĩa là những cái con xung quanh nó sẽ không có được cái bảo vệ ở cái cầu vực thẳm nữa anh em ạ. Nên là tôi nghĩ là chúng ta sẽ à đây rồi, ui Grim này, con Grim này phải mua nhá anh em nhá. Đấy, để mà chuyển sang bộ Fake chúng ta sẽ phải có Grim. Siren. À, thực ra không cần, không cần anh em ạ, chỉ cần con Wizard cá thôi là được rồi. Chúng ta cần hai cá thôi mà, không cần mua những con đấy đâu. Rồi, úp được lồng con gấu, thế thì mày chết. Úp được lồng con gấu rồi nhá, úp lồng con gấu rồi nhá. Bên kia có thằng ra đi rồi, và đấy nó không phải là 9 mét anh em ạ. 9 mét vẫn sống nhá. Thằng này đi luôn không? Còn có 3 máu. Vua solo, vua solo, vua solo. Vậy vãi đái thật, cái con gấu một sao mà nó khó chịu nhờ anh em nhờ. Nó đi rồi. Hay quá. Hai quả cầu vực thẳm luôn này. Ui nếu mà hai quả cầu vực thẳm thì tôi nghĩ là có khi vớ vẩn là còn không cần phải phải 6 cá đâu anh em ạ. Hai quả cầu vực thẳm này thì bây giờ cứ cho mỗi con cầm một quả cầu là vô tư mà. Hàng phép lên tới 100% rồi gì nữa. Thế thì vô tư. Ok. Đây rồi, giáp trừ tà quá tuyệt vời luôn. Được. Thằng này còn có 2 máu đây anh em ạ. Đấy, ui kháng phép gần như là không mất máu luôn kìa. Gần như là không mất máu luôn. 100% giảm kháng phép. Hai quả cầu. Hai quả cầu vực thẳm anh em ạ. Thằng này đi chắc rồi. Chỉ cần một mình con ốc thôi mà là thua mà. Đây còn tận 3 con. Hay ông, quá kinh khủng với cái bộ siêu khống chế luôn anh em ạ. Vua solo. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Video bóng ma trên võ đài anh em nhá. Dồn toàn bộ đồ cho kiếm hồn. Và kết hợp với cái bộ gót tung trưởng liên tục luôn. Những cái bóng nó tạo ra liên tục không ngừng. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ 9 Hunter nó quay trở lại mạnh mẽ đến như nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.